xưởng luôn hả? Chiên đi bao gì Sơn tặng đưa đưa lên cho người ta coi với. Chiên ít thôi, ai ăn thì chiên ít thì con mua mua trả tiền vậy. Thấy không? Thấy ta đi khác quá không trước, thấy không? Thấy không? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy không? Trời ơi. Có nhìn chị. Em cảm ơn mọi người nha, cảm ơn chị Suka đã ủng hộ cho em 2 kg cá dứa với 1 kg cô lạc xưởng nha. Cảm ơn chị nhiều nha chị. Cô lạc xưởng hay là lạc xưởng Sóc Trăng nha mọi người. Lạc xưởng nửa ký thì dễ bán hơn. Dạ ok nha, Dũng Nguyễn ơi, em có bán nha, có bán nửa ký, có bán 1 kg nha, tùy mọi người mua nha. Cô cá dứa nè, cô cá dứa 140. Em gửi. Lạc xưởng 220. Cá lù đù. Khô biển hồ, khô biển hồ 150. Cá đù đù. Đĩa cục màu hơn đó ăn. Cái hồng là nhỏ quá rồi, cái hồng phải bự hơn. Thôi đi ra đổi đi mà thôi, dục đi có mấy chục ngàn mà mua cái thùng. Được rồi, vậy để mai rảnh em đi mua gì kìa. Chào anh Duyên và anh Đình nha, lạp xưởng có ship Hải Phòng không? Trời ơi. Ship em ship luôn nha, tại vì lạp xưởng là lạp xưởng khô nha anh Đông Bao Vlog ơi. Cho em cái xe là em đặt ship ra được nha, là xưởng khô em để lâu được nha. Ăn gì chào mọi người không? Chào Vũ và anh Diêm, thấy cả ba dòng của chị khô kha kha kha. Trời chết rồi, ẩu. Ấn Nguyễn không đi Châu Đốc hả dậu. Sao cái máy không liêu qua vậy mấy ba? Sao biết lại lúc chị đi vô nãy giờ, cái màn hình này đâu có trúng chị đâu. Tiền chị đi vô bất ngờ mà. Thấy mặt đây đâu nghĩ chị đi vô nha, đâu. Bây giờ thấy tướng nữa nên chạy vô kha kha kha, trời ơi. Anh này quá. Chip dành xe đó anh Dậu ok nha, được nha, chip dành xe được nha. Tại lập xưởng là lập xưởng khô nha mọi người, cho nên là chip đi được đỉnh nha mọi người. Nói chung nổ địa chỉ là hàng tới nơi nha. Thì đó. Hỏi đi. Hồi đó thì nó hồi chính quay chính mặt nữa. Trời ơi. Giờ có cái gì có gì kìa. Không có gì trong đó đâu. Em vào 133 người đang coi like của em nha. Thôi giờ đi không kịp giờ đó. Để em chạy nước quay xe đi bạn. Và chị cô cho cả nhà coi ai đồng ý giơ tay. Trời ơi, bính đồ lại quay lén chị kìa. Cái gì? Chị bính đồ là chạy ngang qua quay lén chị kìa. Đó, clip nóng nha, clip nóng là clip đó là bán lại cho mấy anh kia là tiền không á. Mình hút nửa ký thì mình sự hơn. Dạ ok, anh Vũ Nguyễn cảm ơn góp ý với em nha. Hình như là ba dòng của Suka bằng nhau hả dậu? Nghĩ sao? Không, anh Giang Đình ơi, cái này em không dám bình phẩm nha. Nghĩ chị sao? Em nha. Không, anh lên đây gạch mạnh miệng lắm, anh gặp ngoài đây đi. Hả? Cái gì đây? Chị lật lên liền. Rồi, chỉ có hàng 33 là qua hải. Đúng rồi. Hải quan không được. Quá trời rồi, Tử Nguyễn ơi, lạ quá anh Vũ Nguyễn. Lâu quá nhớ mình sửa. Bữa đây chúng ta có vui đâu. Bà có xuống tắm gì đâu. Cũng mà coi Tử Nguyễn là không lo được. Đúng không rồi, được. Thôi, cho bà ở nhà đi đi gần gần thôi, chị nói thiệt. Còn đi Kiên Giang gạch giá gì ngồi xe đồ, đi không có nổi đâu, chị nói thiệt mà. Chị đi với bà mấy lần rồi chị biết. Đúng không? Mày đi nổi không chết? Không nổi đâu. Không có nổi, nói thiệt mà, chị không có dạ gạt em đâu. Bây giờ không dán tiền có đi nổi không? Có dù có dán tiền cũng vậy nữa. Đuối lắm. Bà nổi, bà mệt. Chắc chị nói quá. Chị dứt sợ dứt là đi nổi rồi, không dán tiền cũng đi nổi rồi. Bà đi xuống dưới này ha, còn qua đi đảo, đi tàu, đi nữa, chi nọ, trời ơi, nghỉ đi. Chị bà mệt lắm. Chết luôn. Ừ, em mà có giỡn cái nào gần gần á, cho bà đi thiệt. Có gì chết đi cũng vui chứ không phải là không, nhưng mà bà đi nổi xa quá. Bà đi nổi các em, bà đi nổi. Em biết em đi xe phương trang vậy là mấy tiếng nó bao nhiêu tiếng nó mới ngừng lại cho đi toilet không, đúng không? Còn bà hả? À, mà bận tả trời ơi, bữa hổm đi kìa bà dậy đành đạch tình đạch đó, hỏi gì chân coi đâu phải sao bà la sùm có bà Phương nữa đó, nữa đó, bữa mới đi chút thì đó. Trời ơi, hâm nha, tắt lên em chả chi nọ. Áo lên. Rồi xong. Em chị đâu có xạo em chi đâu, hỏi gì Sưng đó, có mặt gì Sưng đây nè, phải không? Trời ơi.
lên gối với lên cỏ gì được. À, đúng rồi, đẹp. Không có được nữa rồi, em vẫn có đi gần gần thôi, còn vui. Bả còn như có con, bả còn vui này vui kia cho mọi người coi clip rồi kia nọ nữa. Không qua sao quá đuối lắm. Lẽ phải còn người chứ, xài chủ mang ngân hàng cũng bị đổ nợ. Đuối lắm á, chị nói thiệt. Má má bị những người hay gì vậy, Saraka, tấm nghĩa nhất từ người chết, mình mặc người chết. Nhau mình dễ thương quá à. Ở đây đóng biển ra gì chứ, vui gì ra nha, không gì bằng chồng bình ngã gì chấp. Ngân hàng phá sản bây giờ chứ luôn anh Vũ Nguyễn. Tên Vũ Nguyễn, Tân Nguyễn, Tân Nguyễn, Gan Đình, anh Gan Đình Nguyễn. Chứ có chuẩn bị bó hoa đấy chứ, có đèn luôn, trái tim đàng hoàng. Đi ông giờ việc nhẹ lương cao qua sân bay đón Việt Kiều. Thấy không, việc nhẹ lương cao không đi, thấy chưa? Ý là chứ phải hiện kim trước rồi nói chuyện, còn không hiện kim rồi chứ không nói chuyện vậy thôi đi. Đã lẽ trong người lãnh lương với ai mà đi lãnh lương giúp mình chứ, cái dạng đi xa quá của cái giới idol rồi. Nghĩ mẹ đi chứ ơi, ta diễn xong ta mới có tiền, còn chứ chưa diễn chứ lấy tiền trước. Thấy ngôi sao không ta cũng phải diễn hả, làm cùng làm đi mới có tiền thì chứ cũng mới có hai chưa tới một phút nữa. Chưa hết phút nữa ca mấy câu à. Đó, đi lên ba đi anh Tấn Nguyễn. Dân Tấn Nguyễn chẳng ba nhất với gì, đúng không? À, đúng không Tân, hôm qua anh em mình chị Ngọc Diêm mới vừa cho, hôm nay lại hết. Cái xe về bạn ơi. Xe là cái... Đã đụng máy mới phỏng cái lộn giờ quyệt già. Ngồi xíu đi, ăn thử miếng khô của con dạo bán nè. Cô này em bán mà. Bán chồng một chồng. Ai bán? Thì mà vợ bán bên đây, chồng bán bên kia, muốn bán ai bán? Thì anh thử đi. Anh Vinh Đình đâu rồi, anh chạy mất tiêu rồi. Đụng cái chỗ nhọt anh chạy rồi, anh Tư Nguyễn ơi. Đó. Cầm. Anh Vinh Đình ơi, em biết anh còn đi xem đi. Nhưng mà anh chưa trả lời đúng không? Nói chung em sẽ sắp xếp em hỏi cái mệt giùm anh nha. Anh nghe không lòng. Nghe không lòng. Nghe không Long? Ơi chấp. Nghe không Long? Nói là con heo này nó già quá rụng lông. Heo già quá rụng lông hả? Heo già thì hầm cho nó lâu chút. Heo già quá thì hầm lâu chút. Ông Long thì khỏi cạo. Hỏi gì chứ, thứ mấy về Nam dậy anh Định. Nè, đó, vui nè. Giờ dứt đi Nam vui không? Đó, có đi nha, rồi ok. Rồi xong việc, 10 giờ đó là dứt đi, có vui vẻ không? Hết xìm xét. Có lẽ rồi. Đó, bả đi á nè. Bả đi á, tụi mày hãy đi chạy ra ngoài kia mua đôi giày cho bả đi. Đôi giày đi biển á. Nói thiệt. Tắm biển không vậy? Hỏi tắm biển không vậy? Bữa chợ đó, xong hỏi cái ông biểu là ai giao cho thằng rửa xe ra ổng đi. Rồi, không biết luôn. Chị nói cho em nghe đi nha, đi biển là chị á chuẩn bị cho bả một đôi giày biển luôn, đi biển luôn cho đừng có đạp sỏi lạp đồ luôn, hai cái tay phao nữa. Thiệt mà, lúc buộc bả có làm, có bận có làm gì đâu, còn xong dục mất tiêu. Em đi, em muốn dẫn bả đi á, giờ phải kêu tụi nó chạy ra ngoài chỗ bán thể thao, đồ thể thao á, mua của Việt Nam đi. Nghe không lông, nghe mọi. Heo, heo già quá rụng lông hả? Trời ơi, Vĩnh đâu rồi trời, trời ơi, đi về con đi nữa. Đi đâu? Uống nữa hả? Trời đất ơi. Anh Vinh cũng mới rủ chị nhậu, chị đó không có nhậu được. Chạy xe. Lấy Lâm Du cát mát lắm. Lấy con qua đây với thằng Tử, cho chồng con ăn Tử rồi. Đúng rồi nha chị ha ha. Dậu có giá quạt bên Thủ Đức chưa? Dạ, nói chung là xe điện của bên chỗ chị Bình, giờ chị Bình mua giùm chị cái quạt luôn nha anh. Ai thầy ơi, bán bánh mì gì đó. Bây giờ chỉ cần là chốt hả là anh mua bao nhiêu anh bán bánh mì gì ngon lắm. Có gì nhắn tin viên Zalo cho anh nha anh Vũ Nguyễn ơi. Mì à, cái gì sẽ gọi Zalo cho anh nha anh gì đó. Hả? Không có ăn. Trời ơi. À, ông này bán bánh mì bò bánh kết đúng không? Đạo giám đốc. Chảo á, bây giờ, đúng rồi. Còn bán anh vợ. Đạo giám đốc. Có gì chảo còn không? Rồi. Đủ luôn anh. Nghỉ chưa hả anh? Nghỉ chưa giấc, chiều ăn thì giấc. Chiều còn gì giấc bưng á. Bảo anh tự.
mày okay. Xong cho tiền nè. Chuyện đại đi. Mà giám đốc mà nói cùng quá. Trứng gì chứ cũng bự, trứng máng cũng bự không lẽ không? Trứng mà ngon á, chứ không ngon dở rồi. Anh mà giám đốc kìa. Lấy à. Rồi quảng cáo đi. Hello, tới chương trình. Rồi chào anh Tony Nguyễn nha. Rồi anh Tony Nguyễn xuất hiện luôn. Hello chị yêu. Có con mà đó qua lấy câu đi bới rồi tí. Tí. Hello anh Tony Nguyễn, Tony Nguyễn. Hả? Đó là đem về. Câu đâu bựng cái thằng đó. Ngồi bên đó đi. Có chị Cali xuất hiện luôn nha mọi người ơi. Bây giờ cái ghế cho Cali ngồi đó đi kìa. Thôi ngồi đây, Cali ngồi đây với bà chứ. Thôi Cali ngồi đây nè. Là trưởng hai canh hai cá luôn. Cá trà. Cá ba sa. Là có cá dứa, cá dứa anh. Cá dứa lùng vậy rồi. Nói mẹ có ba sa đi. Là 150 phải không? Tặng chục trứng. Một ký tặng chục trứng. Bữa nay là xe sập sàn nha mọi người. Bữa nay là xe sập sàn nha mọi người. Ủng hộ cho em đi nha. Là dậu nó bán 150 nó tặng một chục trứng hộp vịt. Hộp gà, hộp vịt gì đó. Ai muốn lấy gì lấy. Xe đây, xe đây. Còn lạc xưởng này á là 420. Cái gì? Đại. 220. Trời ơi, 220 à. Ý là 420 mua một vịt tặng một bệt. 220. Trời ơi, chú Nguyễn muốn quá giá nè trời. 220. Không, cái này lấy ra gọi nè, không có tới 1 ký, lấy ra chiên cho mọi người ăn thử rồi. Lạc xưởng 220 nha. Cũng là khuyến mãi là 1 ký là tặng 10 chiếc vịt. Rồi, chào anh Tony Nguyễn nha, anh Tony. Ồ, chào anh Tân Nguyễn, chào anh Tân Nguyễn nha. Người đẹp của anh cũng nói dùm dậu đi, cảm ơn anh Tân Nguyễn. Cây. Ai vậy? Cây. Không có gì Sương nha, chị Quân Nguyễn ơi, dì Sương bữa nay đi đâu rồi nha. Hello, Tân Nguyễn là anh Tân Nguyễn quá à. Kìa. Bán coi mừng Cali và Sương Cao quảng cáo người ta tưởng dậu bán màng nhé. Trời ơi, anh Đình ơi, quá trời quá đứt luôn nha. Bá Đình nha, Bá Đình nha, không kiếm chuyện nha, Bá Đình chút thôi, Bá Đình ơi, bữa nay. Ngày đầu tiên ngày đi mở hàng chốt lạp xưởng nha Ba Đình, chốt lạp xưởng nha, 5 ký tặng 50 trứng nha. Đó anh Tommy Lê cạnh chào chị Cali nè. Chào anh Tommy Lê. Đó gì trứng gì chất Tuấn Nguyễn mãi đỉnh. Đó hello Tuấn Nguyễn nha, xỉn rồi hả? Xỉn rồi nha anh Tommy Nguyễn rồi. Anh Tommy đây chị Sơn kêu anh cái ơi. Đó gì à, Tuấn Nguyễn nãy giờ sáng giờ nhậu chung với anh Vinh bên kia nha. Xỉn rồi nha. Đây nhiêu tiền có ai ăn không kêu luôn nè, xì xưng rồi có ai ăn không kêu luôn. Ở này vậy là không cô mà chỉ là ăn cơm biết khô chị. Quá tiền, vậy mà chỉ luôn. Ở dưới với em á nha, giữ giùm đây, giấy rồi sang lấy em qua nè. Còn cùng giấy kia nữa. Có thằng giấy ướt rồi mẹ, có thằng giấy ướt. Cháu ăn thử cơm với giấy khô đi nè, rồi ăn thử cơm đi cháu, mua quá trời nè. Thảo ra đi. Ôi xe hả? Thảo xe luôn hả? Cô không cho mượn ăn coi. Bà là nhóm xe đúng không? Nhóm chung nhóm người mẹ. Ai là vào nhóm vụ? Ông nhóm vậy ta. Chén dĩa đâu ăn cơm? Anh Tuấn Nguyễn là anh dạng. Đấy. Chén dĩa đâu ăn cơm? Mọi người ơi, lạc xưởng nghe, lạc xưởng ngon rồi nghe, phơi sấy ở trơn luôn nha, 220.000 một ký nha, khô cá tra nha. Ỉa cục nào hơn trần ăn cục đó nha. 150. Nói với ta là cờ gặp sữa mình là có lạc sữa tươi. Cảm ơn anh Tân Nguyễn ơi. Cali ơi, anh mất ngủ gì em nè. Trời ơi anh Tân Nguyễn. Anh Tân Nguyễn ơi, mua khô giùm em nói đi anh Tân Nguyễn. Lạc sữa nè, bữa nay bán lạc sữa nè. Dù vậy dậu mà làm